chuyến bay chở Thủ tướng New Zealand hoãn có cánh 45 phút. Chuyến bay chở bà Jacinda Ardern, nữ Thủ tướng New Zealand giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, đã bị hoãn 45 phút do trục trặc về thủ tục giấy tờ, cho thấy thừa một người theo danh sách đã lên chuyến bay. Bà Ardern đã tới thăm chính thức Việt Nam 3 ngày sau khi kết thúc thời gian tham dự hội nghị cấp cao Đông Á ISA ở Campuchia. Bà dẫn đầu một phái đoàn thương mại New Zealand Biên tập viên kinh tế Garo Beckford nói trên đài phát thanh New Zealand Radio New Zealand RNZ rằng đã có một vụ trục trặc trên chuyến bay giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sau khi nhóm an ninh sân bay kết luận có một người trên máy bay bị coi là thừa khi đối chiếu với một bản danh sách. Beckford nói, vì vậy chúng tôi đã ngồi đó trong khoảng 40 phút đợi, trong khi họ đi đếm người ngồi trên máy bay 1, 2, 3, 4, 5, sau đó lấy danh sách hành khách ra và đánh dấu tên và xem vé. Hóa ra là họ có hai danh sách và một danh sách không có tên người bị coi là thừa ra kia. Một điều nhỏ thôi nhưng đã làm chậm trễ 45 phút. Biên tập viên kinh tế Gao Beckford kể lại, chuyến bay chở Thủ tướng New Zealand cất cánh ngay trước nửa đêm giờ Việt Nam. Các quan chức, giới truyền thông và doanh nhân đã đi cùng với Aden trên chuyến bay.